Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một combo của 4 cây sam hương siêu mini ha. Cây thứ nhất là một cây lồ lực tàn thiên nhiên nè. Cây mini nhưng đã rất là già rồi. Về mình có thể vô một chậu gỗ mini như thế này để bàn chơi ha. Đây là cây thứ nhất nè. Cây thứ hai là một cây dáng đổ ha. Cái này mình có thể về mình bô dây mình định hình thêm cái đường thân của nó đổ xuống như thế này nè. Vô một cái chậu ống mình chơi dáng thác đổ sẽ rất là đẹp ha. Cây thứ ba là một cây dáng quái ha. Về mình cứ vô một chậu gỗ mini mình cầm tay mình chơi như thế này nè. Dạ, cái cuối cùng là một cây dáng trực đã ấm tàn ha. Vô chậu gỗ mình để bàn chơi sẽ rất đẹp. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu combo 4 cây sam hương này với giá là 230.000 em bao ship ha. Và em sẽ lựa theo 4 cái chậu gốm phù hợp kèm theo cho mọi người để mọi người về có thể ép chậu được chơi luôn. Rồi mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.